Chào mừng quý anh chị đã đến với kênh Phong thủy may mắn. Tôi là Như Quỳnh, trợ lý của thầy Gia Cát. Ngày hôm nay tôi sẽ cùng quý anh chị tìm hiểu về chủ đề cát hung vận khí từng hướng đối với tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 và phương pháp chấn hưng trạch đất cho từng hướng nhà. Với video này thì Phong thủy may mắn mong muốn có thể giúp anh chị đón được may mắn tài lộc, mang lại bình an, may mắn, gia đạo an khang thịnh vượng, biết được cách thức sử dụng những phương án phong thủy để áp dụng cho chính căn nhà của mình. Như quý vị đã biết, khi xây dựng mới hoặc phân tích chi tiết một căn nhà đã xây xong, các phong thủy sư hay thầy phong thủy sẽ cần tìm hiểu phân tích hình thế của con sông, dãy núi, con đường, kiến trúc về địa hình thế đất xung quanh đó để biết được sự tác động tốt xấu của nó tới căn nhà đang chuẩn bị xây dựng hoặc căn nhà bạn đang sinh sống. Việc khảo sát như vậy là cần thiết đối với tất cả mọi căn nhà, cũng như là để các phong thủy sư thu thập tư liệu trước khi đưa ra những lời tư vấn hỗ trợ cho gia chủ. Đối với những trường phái khác nhau sẽ có những cách phân tích khác nhau, nhưng vô hình chung sẽ cần tuân theo những quy chuẩn chung trong phong thủy gọi là các thế sát loan đầu. Ngoài các nguyên tắc chung về hình thế loan đầu thì sẽ còn một phần khác cần xét tới khi các phong thủy sư phân tích cách cục căn nhà của bạn, đó là phần lý khí. Khí trong phong thủy là cốt lõi nguyên lý và hoạt động của vạn vật, bởi khí là nguyên bản của vạn vật, bởi khí thông thường chỉ là một loại vật chất vô cùng nhỏ bé, là nguồn gốc cấu thành vạn vật trên thế giới. Theo như cách giải thích của các nhà tư tưởng duy vật cổ đại, không gian vũ trụ có khí trước rồi mới có vạn vật. Vương Xung thời Đông Hán trong cuốn sách Luận Hành Tự Nhiên Thiên có biết rằng thiên địa hợp khí, vạn vật tự sinh, có nghĩa là trời đất hợp khí, vạn vật tự sinh. Còn trong sách Tế Thế Thiên lại viết vạn vật chi sinh, cầu đạt nhất khí, khí chi bạc áp, vạn vật nhược nhất. Vạn vật được sinh ra chỉ cùng từ một thể khí. Các thầy sẽ dựa vào lý thuyết âm dương ngũ hành, bát quái tinh tượng làm cơ sở luận đoán, đưa ra ý kiến của mình về ra thông tin trạch đất của mình. Khi kết hợp với cả hai thông tin trên, các phong thủy sư sẽ đưa ra được thông tin chính xác nhất về trạch đất nhà bạn, cũng như là đưa ra các phương án hỗ trợ tốt nhất về phương án xây dựng cũng như là tu tạo sửa chữa cho căn nhà của bạn. Đối với những căn nhà có thông tin xấu phải chịu các xung cát xung quanh, các hướng nhà không hợp với tuổi của gia chủ, sẽ cần có phương án chấn hưng trạch đất hay còn gọi là chấn trạch hợp lý để phù long tương chủ, giữ vững chân long, đảm bảo cho căn nhà được bảo hộ, đồng thời giúp những thành viên sống trong căn nhà đó được sức khỏe, an lành, gặp thuận lợi trong công việc, học tập và đời sống hàng ngày, gia đạo an lành, thịnh vượng, phát triển hơn. Sau đây sẽ là chia sẻ của thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt về vấn đề chấn trạch cho các căn nhà đã và đang xây dựng hoặc đã tiến hành vào ở cho gia chủ tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Đối với nam mạng Tân Hợi sinh năm 1971 là cung khôn thổ, xét theo cung mệnh thuộc Tây Tứ Mệnh, vì vậy sẽ hợp với bốn hướng tốt, đó là Tây Nam Phục Vị, Tây Thiên Y, Tây Bắc Diên Niên, Đông Bắc Sinh Khí. Ngoài ra sẽ cần tránh bốn hướng xấu, đó là Đông Họa Hại, Bắc Tuyệt Mệnh, Nam Lục Sát, Đông Nam Ngũ Quỷ. Sau đây chúng ta sẽ cùng đi vào chi tiết 8 hướng kết hợp với gia chủ Tân Hợi sinh năm 1971 để có phương án hóa giải hợp lý cho từng hướng nhà. Đầu tiên đó là hướng đông gồm ba sơn giáp Mão Ất, có giải độ số theo La Kinh từ 67,5 đến 112,5 độ. Tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 nam mạng xây nhà hoặc ở trong những căn nhà hướng này phạm vào họa hại thuộc đông tứ trạch nên không hợp hướng, mà họa hại là sao lộc tồn thuộc thổ, hướng tây nam tự quái là khôn, chủ về tổn thương cơ thể suy yếu, dễ nản trí, cô độc nghèo khổ nên xấu vô cùng. Theo cửu cung phi tinh đồ, năm nay sao ngũ hoàng sẽ đáo về phương vị này, sau này chủ về thị phi gặp nạn mất máu, bệnh tật tai ách cũng như là sức khỏe có ảnh hưởng không tốt tới gia đạo, nhất là những gia chủ đang theo đường quan vận thì sẽ càng cần đặc biệt chú ý. Nếu muốn xây dựng, tô tạo hay là đang sinh hoạt trong những căn nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng. Nếu vì lý do nào đó gia chủ vẫn quyết định xây dựng, sửa chữa và ở trong nhà này thì phải chọn cách hóa giải là chấn trạch trước khi xây nhà để làm vững chân long, gia chung hòa hợp, tăng cường sức khỏe. Được sự hỗ trợ và tư vấn của thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt, Phong thủy may mắn sẽ đưa ra các phương án hóa giải đối với hướng nhà này như sau. Thứ nhất, nếu có điều kiện thì nên bán đi, mua ở nơi khác cát lành và hợp hướng với mình hơn. Kèm với đó là sự bố trí sắp xếp hợp lý cả về phong thủy và kiến trúc sẽ khiến cho gia đình hưng thịnh, gia đạo yên vui.
Còn phương án thứ hai đó là sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long tương chủ phù long bổ sơn kết hợp với thiết kế lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn sẽ hóa giải được phần nào những hung họa gặp phải. Đối với gia đình đang theo đường quan vận thì bộ trấn trạch thường được sử dụng trong trường hợp này sẽ là bộ trấn trạch kim quy trấn sát ấm long vượng địa hóa giải xung sát hòa hợp gia đạo. Phương pháp trấn trạch này giúp trạch đất được bình an, mạch khí được bền vững, hóa giải các sát khí, âm khí, giảm tối thiểu, tối đa ảnh hưởng tới các công trình lân cận tu tạo, xây mới nhà cửa, tăng phúc, tài, lộc, thọ cho người cư trú. Bộ trấn trạch là sự kết hợp của bốn linh vật kim quy trấn tại tứ trấn trạch đất bạn muốn xây dựng hoặc là căn nhà đang ở tạo vững vàng cho chân long nhà bạn, giúp phù long tương chủ bổ sơn. Cùng với đó là sự kết hợp với một long quy tại chính giữa để tạo thành bộ ngũ phúc hay còn gọi là ngũ phúc lâm môn, gồm có tài lộc, sức khỏe, quý nhân, gia đạo và thọ niên. Kim quy là một trong bốn tứ linh long ly quy phụ mang. Đây là bốn linh vật có sức mạnh phi thường, tượng trưng cho trời đất, có ý nghĩa lớn trong phong thủy. Kim quy là biểu tượng của sự thanh cao, thoát tục, trường thọ, là món quà của sự bách niên dài lão. Theo truyền thuyết thì long sinh cửu phẩm, 9 đứa con, mỗi phẩm là một tính cách khác nhau. Trong 9 con của rồng thì chỉ có con thứ tư tên là Bá Hạ thích mang vật nặng, ngoại hình giống con rùa, đầu thì giống rồng. Trong dân gian thì các con rùa lớn linh thiêng cũng được gọi là long quy. Trong truyền thuyết cổ của Trung Quốc cũng có nói đến nữ oa nương nương dùng bốn chân của long quy để chống bốn góc trời bị cung công húc nghiêng lệch. Cũng vì long quy thích mang vật nặng, ngụ ý giúp con người chống lại sát khí, giảm tai họa nên long quy thường dùng để trấn trạch hương gia, nó cũng đem lại phúc trạch giúp cho cuộc sống tốt hơn. Cùng với đó sẽ sử dụng khi làm ổ, đặt các linh vật xuống dưới sẽ sử dụng đá thạch anh phù hợp với từng phương vị để trải ổ cho linh vật, có tác dụng kích bổ khí, vượng khí, cát khí cho trạch đất. Đặc biệt các linh vật khi sử dụng để trấn trạch, các thầy trong hiệp hội tâm linh Việt hỗ trợ bao sái, tẩy uế, nạp cốt, khai quang, nạp chú, trì lực, xem ngày giờ sử dụng theo tuổi của gia chủ và văn lễ nghi thức đầy đủ để gia chủ tiến hành trấn trạch cho trạch đất nhà mình. Đối với những gia đình kinh doanh buôn bán hoặc xây dựng để tiến hành mở cửa hàng công ty thì bộ trấn trạch thường được sử dụng trong trường hợp này sẽ là bộ trấn trạch kim quy, trấn giữ tài lộc, kỵ tà, hóa sát, hóa giải thị phi, chiêu thêm tài lộc cho gia chủ. Bộ trấn trạch này về cơ bản sẽ đầy đủ như bộ trấn trạch kim quy trấn sát kỵ hung, hóa giải thị phi, hòa hợp gia đạo và sẽ thay linh vật long quy tại chính giữa chặt đất bằng một tụ bảo tài. Trong phong thủy, kích hoạt tài lộc hay yếu tố tụ tài tăng cường các khí vượng khí cùng với hóa giải sát khí là được ưu tiên. Trong dân gian thường được sử dụng pháp khí là tụ bảo tài trong việc để tích trữ, lưu trữ tài lộc trong nhà, trong cơ quan hay là để trấn sát cho những trường hợp cửa chính thông với cửa ở nhà, chung cư. Cửa chính và thông với cửa vụ, hoặc là những gia đình làm ra của cải nhưng không có sự tích trữ thì việc dùng tụ bảo tài rất tốt. Tụ bảo tài được chế tác từ bạch ngọc có dương khí cực mạnh, ngoài việc trấn giữ ra thì còn có tác dụng chiêu hút tăng cường thêm tài lộc trong gia đình. Bên cạnh tụ bảo tài sử dụng quai bằng đồng vàng có tượng là hổ phù, có tác dụng trấn sát cho việc ngăn cản kẻ tiểu nhân quấy phá hoặc những người có ý định muốn thu cướp chiếm giữ chiếm đoạt tài sản của gia chủ. Ngoài ra, hình mây tứ pháp là những hình tượng trong đạo Phật cũng như là trong phong thủy ở bên dưới của tụ bảo tài có tác dụng kỵ tà hóa sát. Xét sang hướng đông nam gồm ba sơn thìn tốn tỵ có giải độ số theo La Kinh từ 112,5 đến 157,5 độ. Tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 xây nhà hoặc ở trong căn nhà có hướng này thuộc đông tứ trạch nên không hợp hướng bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hỏa, tự quái là ly. Chủ vì nóng này, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái khó dạy. Hơn nữa, nếu cố tình bất chấp xây dựng sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Nếu điều kiện không cho phép mà bắt buộc bạn cần xây dựng, tu sửa hoặc ở trong căn nhà hướng này, cần có phương án tối ưu trấn trạch để vượng long phù sơn, mang lại bình an, may mắn cũng như là tài lộc cho gia đạo nhà mình. Còn đối với gia đình theo đường quan vận thì bộ trấn trạch thường được sử dụng trong trường hợp này sẽ là bộ trấn trạch kim quy trấn sát kỵ hung, hóa giải thị phi, hòa hợp gia đạo. Đối với những gia đình kinh doanh buôn bán hoặc xây dựng để tiến hành mở cửa hàng công ty thì bộ trấn trạch thường được sử dụng trong trường hợp này là bộ trấn trạch kim quy trấn giữ tài lộc, kỵ tà hóa sát,
hóa giải thị phi, chiêu thêm tài lộc cho gia chủ. Còn về hướng Bắc, gồm Ba Sơn, Nhâm, Tý, Quý có giải độ số theo La Kinh từ 337,5 đến 22,5 độ. Với nam mạng Tân Hợi sinh năm 1971 xây nhà hoặc ở trong những căn nhà hướng này thuộc Đông Tứ Trạch không hợp hướng, bị phạm vào tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao phá quân thuộc Kim, tượng quái là Đoài, chủ về xung đột nhiều khó khăn, dễ tai nạn, lắm bệnh tật, con cái kém cỏi. Đặt cửa giường ở đây dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Hơn nữa, nếu cố tình bất chấp xây dựng sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Cùng với đó, theo huyền không phi tinh năm nay, sao tam bích chủ về kiện tụng, thị phi, tranh chấp, trộm cướp sẽ đáo tới phương này, sẽ cần đặc biệt chú ý. Nếu kết hợp với phần hình thế loan đầu xung quanh căn nhà hoặc xấu, sẽ dẫn tới nguy hại với những người sinh sống và làm việc trong căn nhà đó. Được sự hỗ trợ và tư vấn của thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt, Phong thủy may mắn sẽ đưa ra các phương án hóa giải đối với hướng nhà này như sau. Phương án thứ nhất, nếu có điều kiện nên bán đi, mua để khác cách lành hợp hướng với mình hơn. Kèm với đó là sự bố trí sắp xếp hợp lý về cả phong thủy và kiến trúc sẽ khiến gia đình hưng thịnh, gia đạo yên vui. Còn phương án thứ hai, đó là sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long tương chủ, phù long bổ sơn, kết hợp với thiết kế lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn sẽ hóa giải được phần nào những hung họa gặp phải. Trong trường hợp này, đối với gia đình đang theo đường quan vận thì bộ trấn trạch thường được sử dụng trong trường hợp này sẽ là bộ trấn trạch kim quy, trấn sát, kỵ hung, hóa giải thị phi, hòa hợp gia đạo. Đối với những gia đình kinh doanh, buôn bán hoặc xây dựng để tiến hành mở cửa hàng công ty thì bộ trấn trạch thường được sử dụng trong trường hợp này sẽ là bộ trấn trạch kim quy, trấn giữ tài lộc, kỵ tà, hóa sát, hóa giải thị phi, chiêu thêm tài lộc cho gia chủ. Tiếp theo đó là hướng Tây Nam gồm Ba Sơn, Mùi, Khôn, Thân có giải độ số từ 202,5 đến 247,5 độ. Tuổi Tân Hợi 1971 nam mạng xây nhà hoặc ở trong những căn nhà hướng này thuộc Tây Tứ Trạch hợp hướng, được phục vị nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi. Phục vị là sao tả bồ thuộc mộc hướng Đông Nam, tự quái là Tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Còn hướng Đông Bắc gồm Ba Sơn, Sửu, Cấn, Dần có giải độ số theo La Kinh từ 22,5 tới 67,5 độ. Tuổi Tân Hợi 1971 xây nhà và ở hướng này sẽ thuộc Tây Tứ Trạch hợp hướng được sinh khí. Vì sinh khí rất cát lành là sao tham lang thuộc mộc hướng Đông, tượng quái là Trấn, chủ về nhân ái, tài lộc, thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho các tường và thuận lợi. Hướng tiếp theo đó là hướng Tây Bắc gồm Ba Sơn, Tuất, Càn, Hợi có giải độ số theo La Kinh từ 292,5 đến 337,5 độ. Tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 xây nhà hoặc ở trong những căn nhà hướng này thuộc Tây Tứ Trạch hợp hướng được sinh niên. Đây là sao Vỗ Quốc thuộc Kim, hướng Tây Bắc tượng quái là Càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc. Còn về hướng Tây gồm Ba Sơn, Canh, Dậu, Tân có giải độ số từ 247,5 đến 292,5 độ. Tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 xây nhà hoặc ở trong những căn nhà hướng này thuộc Tây Tứ Trạch nên hợp hướng được thiên y, thuộc sao Cự Môn Thổ hướng Đông Bắc tự quái là Cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Do bốn hướng nhà này hợp với tuổi của trạch chủ nên theo lưu niên từng năm, khi có các sao tốt đáo tới thì sẽ tốt, sẽ cát lành, bình an, phát triển, thuận lợi nhanh chóng. Nếu những hướng này có xấu thì hợp với cái xấu, khiến cho gia đạo không bình an, hung họa khôn lường. Nhẹ thì thị phi bùa vây, nặng thì sẽ gặp nạn mất máu, tổn thất nhân đinh. Vì vậy, với những hướng nhà hợp với tuổi của gia chủ, thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt đưa ra phương án tối ưu cho gia chủ là sẽ sử dụng bộ trấn trạch mai hoa, trấn sát, kỵ tà, chiêu tài, nạp phúc. Bộ trấn trạch này sẽ tiến hành trấn trạch sau khi đổ móng và chuẩn bị lên cột. Ở dưới chân của các cột trụ lớn trong căn nhà đang xây dựng, kết hợp với đó là sẽ sử dụng thêm phần gạo vàng thần tài trải ổ cho hoa mai, sẽ tạo thành trận đồ bao bọc xung quanh căn nhà của mình, có tác dụng trấn sát, kỵ tà, hóa giải thị phi, chiêu cát khí, vượng khí cho căn nhà của bạn. Từ xa xưa, hoa mai là biểu tượng cho ngày Tết, biểu trưng cho sự ấm no, hạnh phúc, viên mãn, tràn đầy của gia đình người Việt. Được chế tác từ đồng đỏ nguyên chất và mạ vàng 18K bên ngoài, đã được sự hỗ trợ của thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt hỗ trợ bao sái, tẩy uế, nạp cốt, khai quang, nạp chú, chỉ lực. Xem ngày giờ sử dụng theo tuổi của gia chủ để vật phẩm mang trong mình phần linh lực mạnh mẽ.
Đồng tiền hoa mai hay còn gọi là hoa mai kim tiền có công dụng rất phổ biến, đó là giải trừ tiểu nhân, tránh thị phi. Ngoài ra, tiền hoa mai còn mang một số ý nghĩa đặc biệt. Mai hoa kim tiền là đồng tiền bằng đồng hình hoa mai năm cánh, một mặt chạm ngũ tự gồm thọ, sống lâu, mệnh, số mạng, phú, giàu có, quý, thăng tiến và trường là lâu dài trên mỗi cánh hoa. Mặt hình đính tiền vàng tượng trưng cho cầu mong vinh hoa phú quý, tài lộc xung vầy, gia đạo bình an. Con rơi trong phong thủy còn được gọi là phúc tinh, tượng trưng cho mong cầu về phúc phần cho gia đạo, giúp gia đạo an khang, gia đình hạnh phúc. Con hươu hay còn có tên gọi khác đó là lộc thần, là linh vật mang tới tài lộc, sức khỏe và sự thịnh vượng. Chim khách là linh vật tượng trưng cho quý nhân, ẩn ý mong cầu sẽ có quý nhân tương trợ giúp đỡ cho mình. Quả đào là biểu tượng cho sự trường thọ, sức khỏe trong phong thủy, thể hiện cho sự mong cầu về sức khỏe cho gia chủ, gia đình luôn viên mãn. Về hướng nam sẽ bao gồm ba sơn, bính, ngọ, đinh, có giải độ số từ 157 tới 202,5 độ. Người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 xây nhà hoặc ở trong những căn nhà hướng này thuộc đông tứ trạch không hợp hướng phạm lục sát, mà lục sát là sao văn khúc thuộc thủy, tượng với là khảm, chủ về chuyện thị phi khiến tâm lý luôn rơi vào trạng thái rối loạn, thấy bất an, không tập trung vào công việc khiến cho tài vận đi xuống. Nếu kết hợp với phần hình thế loan động xung quanh căn nhà kém hoặc xấu sẽ dẫn tới nguy hại với những người sinh sống và làm việc trong căn nhà đó. Nhất là những gia chủ đang theo đường quan vận thì sẽ càng cần đặc biệt chú ý. Nếu muốn xây dựng, tu tạo hay đang sinh hoạt trong những căn nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng. Nếu vì lý do nào đó gia chủ vẫn quyết định xây dựng, sửa chữa và ở trong nhà này thì phải chọn cách hóa giải, đó là trấn trạch trước khi xây nhà để làm vững chân long, gia chung hòa hợp, tăng cường sức khỏe. Được sự hỗ trợ và tư vấn của thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt, Phong thủy may mắn sẽ đưa ra các phương án hóa giải đối với hướng nhà này như sau. Phương án thứ nhất, nếu có điều kiện nên bán đi, mua ở nơi khác cát lành hợp hướng với mình hơn. Kèm với đó là sự bố trí sắp xếp hợp lý về cả phong thủy và kiến trúc sẽ khiến cho gia đình hưng thịnh, gia đạo yên vui. Còn phương án thứ hai đó là sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long tương chủ phù long bổ sơn kết hợp với thiết kế lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn sẽ hóa giải được phần nào những hung họa gặp phải. Trong trường hợp này, đối với gia đình đang theo đường quan vận thì bộ trấn trạch thường được sử dụng trong trường hợp này sẽ là bộ trấn trạch kim quy trấn sát kỵ hung, hóa giải thị phi, hòa hợp gia đạo. Đối với những gia đình kinh doanh buôn bán hoặc xây dựng để tiến hành mở cửa hàng công ty thì bộ trấn trạch thường được sử dụng trong trường hợp này sẽ là bộ trấn trạch kim quy trấn giữ tài lộc, kỵ tà, hóa sát, hóa giải thị phi, chiêu thêm tài lộc cho gia chủ. Xét sang nữ mạng Tân Hợi sinh năm 1971 sẽ là cung tốn, xét theo cung mệnh thuộc đông tứ mệnh, vì vậy sẽ hợp với bốn hướng tốt đó là đông nam phục vị, nam thiên y, đông diên niên, hướng bắc là sinh khí. Ngoài ra sẽ cần phải tránh bốn hướng xấu đó là tây bắc họa hại, đông bắc tuyệt mệnh, tây lục sát, tây nam ngũ quỷ. Hãy cùng Phong thủy may mắn tìm hiểu về cách thức trấn trạch toàn bộ các hướng cho nữ gia chủ tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 nhé. Đầu tiên, chúng ta cùng xét tới đó là hướng Tây Nam gồm ba sơn Mùi, Khôn, Thân, có giải độ số từ 202,5 đến 247,5 độ. Tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 xây nhà hoặc ở trong những căn nhà hướng này thuộc Tây Tứ Trạch nên không hợp hướng phạm ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hỏa, tự quấy là ly. Chủ về nắng này, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp, kiện tụng, con cái khó dậy. Nếu kết hợp với phần hình thế loan đầu xung quanh căn nhà kém hoặc xấu sẽ dẫn tới nguy hại với những người sinh sống làm việc trong căn nhà đó. Hơn nữa, nếu xây dựng hoặc tu tạo bất chấp sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Còn về hướng Tây Bắc sẽ gồm ba sơn Tuất, Càn, Hợi, có giải độ số từ 292,5 đến 337,5 độ. Tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 xây nhà và ở hướng này sẽ thuộc Tây Tứ Trạch không hợp hướng phạm họa hại, mà họa hại là sao Lộc Tồn thuộc thổ, hướng Tây Nam tượng quái là Khôn, chủ về tổn thương cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ. Nếu kết hợp với phần hình thế loan đầu xung quanh căn nhà kém hoặc xấu sẽ dẫn tới nguy hại với những người sinh sống làm việc trong căn nhà đó. Còn về hướng Tây sẽ bao gồm ba sơn đó là Canh, Dậu, Tân, có giải độ số từ 247,5 đến 292,5 độ. Tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 nữ mạng xây nhà hoặc ở trong những căn nhà hướng này thuộc Tây Tứ Trạch không hợp hướng phạm lục sát, mà lục sát là sao văn khúc thuộc thủy, tự quái là khảm,
Chủ về thị phi, tâm lý rối loạn, luôn thấy bất an, không tập trung vào công việc, tài vận đi xuống. Nếu kết hợp với phần hình thế loan đầu xung quanh căn nhà hoặc bố trí phong thủy nhà không được đắp, phạm phải nhiều phần nội sát hoặc xấu thì sẽ dẫn tới nguy hại với những người sinh sống và làm việc trong căn nhà đó. Hơn nữa, nếu xây dựng hoặc tu tạo bất chấp sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Xét đến hướng đông bắc gồm Ba Sơn, Sửu, Cấn, Dần có giải độ xấu theo La Kinh từ 22,5 đến 67,5 độ. Nếu mệnh tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 xây nhà hoặc sinh hoạt trong căn nhà hướng này thuộc Tây Tứ Trạch không hợp hướng phạm vào tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao phá quân thuộc Kim, tượng quái là đoài, chủ về xung đột nhiều khó khăn, dễ tai nạn, lắm bệnh tật, con cái thì kém cỏi, đặt cửa giường ở đây dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Nếu kết hợp với phần hình thế loan đầu xung quanh căn nhà hoặc bố trí phong thủy trong nhà không được đắp, phạm vào nhiều phần nội sát hoặc xấu thì sẽ dẫn tới nguy hại với những người sinh sống, làm việc trong căn nhà đó. Hơn nữa, nếu xây dựng hoặc tu tạo bất chấp thì sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Với sự hỗ trợ và tư vấn của thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt, Phong thủy may mắn sẽ đưa ra các phương án tối ưu nhất đối với 4 hướng nhà, đó là ngũ quỷ, họa hại, lục sát và tuyệt mệnh sẽ như sau. Phương án thứ nhất, nếu có điều kiện thì bán đi mua để các cát lành hợp hướng với mình hơn. Kèm với đó là sự bố trí sắp xếp hợp lý về cả phong thủy và kiến trúc sẽ khiến cho gia đình hưng thịnh, gia đạo yên vui. Còn phương án thứ hai, đó là sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long tương chủ phủ long bổ sơn kết hợp với thiết kế lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn sẽ hóa giải được phần nào những hung họa gặp phải. Trong trường hợp này, đối với gia đình đang theo đường quan vận thì bộ trấn trạch thường được sử dụng trong trường hợp này là bộ trấn trạch kim quy trấn sát kỵ hung, hóa giải thị phi, hòa hợp gia đạo. Đối với những gia đình kinh doanh buôn bán hoặc xây dựng để tiến hành mở cửa hàng công ty thì bộ trấn trạch thường được sử dụng trong trường hợp này sẽ là bộ trấn trạch kim quy trấn giữ tài lộc, kỵ tà, hóa sát, hóa giải thị phi, chiêu thêm tài lộc cho gia chủ. Còn về hướng đông sẽ bao gồm Ba Sơn, đó là Giáp, Mão, Ất. Hướng này có giải độ số theo La Kinh từ 67,5 đến 112,5 độ. Đối với nữ mạng Tân Hợi sinh năm 71, xây nhà hoặc ở trong những căn nhà hướng này thuộc Đông Tứ Trạch nên hợp hướng với tuổi của gia chủ thuộc cung Diêm Niên. Đây là sao Vũ Khúc thuộc Kim hướng Tây Bắc, tự quái là Càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc. Sao Vũ Khúc còn mang đặc tính của sao Văn Dương sẽ rất tốt nếu gia chủ kích hoạt được. Theo cử cung phi tinh đồ, năm nay sao Ngũ Hoàng Đại Sát sẽ đáo về phương vị này, sau này chủ về thị phi, gặp nạn mất máu, bệnh tật, tai ách cũng như sức khỏe có ảnh hưởng không tốt tới gia đạo. Nếu vì lý do nào đó gia chủ vẫn quyết định xây dựng, sửa chữa và ở trong nhà này thì phải chọn cách hóa giải, đó là trấn trạch trước khi làm nhà để làm vững chân long, gia trùng hòa hợp, tăng cường sức khỏe. Còn xét đến hướng nam sẽ bao gồm Ba Sơn, Bính, Ngọ, Đinh. Hướng này có giải độ số theo La Kinh từ 157,5 đến 202,5 độ. Tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 xây nhà hoặc ở trong những căn nhà hướng này thuộc Đông Tứ Trạch nên hợp hướng với tuổi của trạch chủ được thiên y, mà thiên y thuộc sao Cự Môn Thổ hướng đông bắc, tự quái là Cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Theo cử cung phi tinh đồ, năm nay sao Nhị Hắc bệnh phù sẽ đáo về phương vị này, sau này chủ về thị phi, gặp nạn mất máu, bệnh tật, tai ách cũng như là sức khỏe có ảnh hưởng không tốt tới gia đạo. Nếu vì lý do nào đó gia chủ vẫn quyết định xây dựng, sửa chữa và ở trong nhà này thì phải chọn cách hóa giải, đó là trấn trạch trước khi xây nhà để làm vững chân long, gia chung hòa hợp, tăng cường sức khỏe. Còn về hướng đông nam sẽ gồm Ba Sơn, Thìn, Tốn, Tỵ có giải độ số theo La Kinh từ 112,5 đến 157,5 độ. Người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 xây nhà hoặc ở trong những căn nhà này thuộc Đông Tứ Trạch hợp hướng với tuổi của trạch chủ được phục vị, mà phục vị là sao Tả Bồ thuộc Mộc hướng đông nam, tự quái là Tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ. Hướng bắc sẽ bao gồm Ba Sơn, Nhâm, Tý, Quý có giải độ số theo La Kinh từ 337,5 đến 22,5 độ. Tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 nữ mạng ở trong căn nhà hướng này thuộc Đông Tứ Trạch nên hợp hướng với tuổi của trạch chủ được sinh khí, vì sinh khí tượng là sao Tham Lang thuộc Mộc hướng đông, tự quái là Chấn, chủ về nhân ái, tài lộc, thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho các tưởng và thuận lợi. Nếu học không vào, khó thành tài, gia cảnh sa sút, đặt cửa bàn học tại giường ngủ, sinh khí sẽ hóa giải. Theo cửu cung phi tinh đồ, năm nay sao Tam Bích sẽ đáo về phương vị này, sau này
chủ bị thị phi có ảnh hưởng không tốt tới gia đạo, nhất là đối với những gia chủ đang theo đường quan vận. Nếu vì lý do nào đó gia chủ vẫn quyết định xây dựng, sửa chữa và ở trong nhà này thì phải chọn cách hóa giải, đó là trấn trạch trước khi xây nhà để làm vững chân long, gia chung hòa hợp, tăng cường sức khỏe. Do bốn hướng nhà này hợp với tuổi của trạch chủ nên theo lưu niên từng năm, khi có các sao tốt đáo tới thì sẽ tốt, sẽ cát lành, bình an, phát triển thuận lợi, nhanh chóng. Nếu những hướng này có xấu thì sẽ hợp với cái xấu, khiến cho gia đạo không bình an, hung họa khôn lường, nhẹ thì thị phi bùa vây, nặng thì sẽ gặp nạn mất máu, tổn thất nhân định. Vì vậy, với những hướng nhà này hợp với tuổi của gia chủ, thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt đưa ra phương án tối ưu cho gia chủ là sẽ sử dụng bộ trấn trạch Hoa Mai Trấn Sát Kỵ Tà Chiêu Tài Nạp Phúc. Bộ trấn trạch này sẽ tiến hành trấn trạch sau khi đổ móng và chuẩn bị lên cột ở dưới chân của các cột trụ lớn trong căn nhà đang xây dựng. Kết hợp với đó sẽ là sử dụng thêm phần gạo vàng thần tài để trải ổ cho hoa mai, sẽ tạo thành trận đồ bao bọc xung quanh căn nhà của mình, có tác dụng trấn sát kỵ tà, hóa giải thị phi, chiêu cát khí vượng khí cho căn nhà của bạn. Vừa rồi Phong thủy may mắn đã phân tích các hung vận khí từng hướng đối với tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 và phương pháp trấn hương trạch đất cho từng hướng nhà. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện như là động thổ, tu tạo, sửa chữa, xem ngày cưới hỏi, cũng như là những vấn đề liên quan tới phong thủy, quý anh chị hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi. Thầy Gia Cát cùng đội ngũ trợ lý của thầy sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Quý anh chị cũng đừng ngần ngại bày tỏ quan điểm và cảm xúc của mình ở bên dưới ô bình luận. Hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp cho chương trình ngày một hoàn thiện hơn để đưa đến được quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉ về phong thủy chính tông môn phái. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi phong thủy ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn anh chị đã quan tâm theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống.